Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến quý toàn thể anh em kích thủ gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Chúc tất cả anh em luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài nha anh em. Và tiếp theo, những video và những con máy trước nha anh em. Là hôm nay em cũng lên video và tiếp tục trả đơn hàng tiếp theo cho anh em kích thủ bên em ha. Là hôm nay xin trả đơn hàng cho anh Nguyên, khách hàng ở Sóc Trăng ha. Là con máy kích lạnh điện tử nha nè. Là chuyên thả lạnh cá tổng hợp và chuyên hệ đánh cá chạch ha. Thì dòng máy này nè, chuyên đánh nước ngọt nha nè, ngọt trong, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất ha. Thì đối với dùng dùng anh thì anh nó có hơi lợ lợ, nên em có can thiệp vào chỉnh tần số, coi như là cái cấp áp cho nó phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nguồn nước của anh ha. Thì đây hỗ trợ cho anh là cái cấp áp 110 220, đây thì anh có thể chuyển lên hạ xuống tùy vào cái nguồn nước của mình ha. Thì đây là cái cấu tạo bên ngoài mặt máy nha anh em nhìn thấy đây, đây là cò bóp ha, còn đây là cái mát, đây là vọt, em ghi ký hiệu để cho anh em phân biệt. Thì ở đây tất nhiên là mình lắp cáp vào đây ha, cáp trước cáp sau ha. Còn đây đồng hồ hiển thị tần số, còn hai cọc cùng màu rồi cò bóp ha. Nói chung là cọc này em đi, đi theo theo cặp nha nè, tùy vào cái máy ha, rồi có thể lắp cọc đen hoặc có thể lắp cọc đỏ ha, lắp theo cặp cho nó đều với nhau. Thì ở đây còn hai nấm ha, màu vàng màu đỏ, thì màu vàng ghi là chọn xung, màu đỏ chỉnh tần số ha, tần số thì anh làm dấu chuẩn cho anh rồi đó, có thể anh em áp dụng vào cái mức này, tùy vào nước sâu nước cạn mình có thể thay đổi tần số nha. Còn đây là cái độ công tắc chuyển ha, là chuyển qua chế độ đây là thả lạnh, công tắc chuyển như đây là thả cá chạch đây ha. Còn cái đằng sau máy đây nha anh em, đây ha. Thì sau máy có là hỗ trợ cho anh là cái quạt tản nhiệt ha, đây lưới trắng rác bảo vệ đầy đủ luôn. Thì kẹp đi làm cho anh dây kẹp đôi nè, thì đây là cái dây kẹp đồng nguyên chất cho anh em luôn ha, kẹp đỏ là cộng ha, kẹp bao đen này là trừ, dây vàng nha. Thì hỗ trợ cho anh là dây cái cò đạp chân theo nhu cầu của anh là dài 4m ha, và tùy vào thiết kế, tùy vào cái kích cỡ vỏ của anh ha, tùy vào anh để vị trí nào đó, thì chú anh em yêu cầu cái này dây ngắn dây dài tùy vào của anh em ha. Rồi bây giờ test máy sơ lược để anh em tham khảo ha. Còn anh em sẽ làm cái video chia sẻ riêng cho anh em kích thủ bên sử dụng máy bên em là chỉnh tần số như thế nào để ăn cá ha, là cái đó em chỉ riêng bên cho anh em ủng hộ máy bên em thôi nha em, chứ không có chia sẻ cái kỹ thuật đánh đại trà ha, thì anh em mong anh em thông cảm nha. Thì nói chung tùy vào con máy khác nhau nên có kỹ thuật đánh khác nhau nữa anh em, rất nhiều là kỹ thuật ha, nên chia sẻ đại trà nhiều khi anh em áp dụng vào những con máy khác cũng đâu có hiệu quả đâu, nên em chỉ chia sẻ riêng thôi. Thì máy này là có chế độ auto quạt gió luôn nha anh em, auto fan ha. Thì sau một thời gian nhất định nó sẽ tự ngắt, mình bóp cò quạt gió mới hoạt động ha, quạt máy mới hoạt động. Thì chia sẻ cho anh em một cái mẹo nhỏ nè, trước khi mình sử dụng máy á, mình khởi động máy trước bằng cách mình bóp cò hoặc một cái hoặc hai cái ha, để cho con máy nó nạp điện vào đầy đủ những cái tụ lọc nguồn nè, tụ bâm, thì lúc đó mình sử dụng máy nó sẽ bền bỉ và hiệu quả cao cho anh em chúng ta ha. Nếu đối với điện tử anh em nên áp dụng cái mẹo nhỏ này, nên để cho máy mình nó bền bỉ nha anh em. Rồi tần số đang để chế độ pin thả lạnh cá tổng hợp nha. Đây thì mà anh em nghe chất lượng âm thanh và tham khảo ha, thì có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em. Thì dòng này là chuyên đánh cá tổng hợp nha anh em, không phải là kiểu kén cá ha. Thì những mặt cá da trơn như và những mặt cá trắng ha, dễ mềm dễ mịn đó, thì dẫn lên bình thường cho anh em ha. Cá trắng, cá mè đó, cá tra, cá chép ha, cá lăng, cá lắc cườm, nói chung là dân dân nha anh em, cá chạch, cá chốt, cá chèn lên bình thường cho anh em hết ha. Anh em chỉnh đúng tần số là cá lên đẹp cho anh em ha. Đặc biệt là nhưng mà cái độ cá rô phi nó cá rô phi vẫn lên cho anh em ha.
Rồi, giờ chuyển qua hệ cán chạch nè nha nè. Đây là chuyên hệ đánh cá chạch nha anh em. Thì đây là cấp áp 120 ha, giờ chuyển qua 110 nè. Đó, thì cấp áp 110 nó thấp cái áp hơn ha. Còn bên thả lạnh cấp áp 110. Đó, thì nhanh chậm tùy chỉnh của mình. Thì em có làm dấu sẵn cho mặc định rồi, anh em có thể áp dụng vào ha. Rồi, thì phần test sơ lược máy cho anh em tham khảo đã xong ha. Thì nói chung thì cũng có bao nhiêu đó thôi nha anh em. Thì nói vài vòng cũng mắc hay. Thì em cũng xin tạm dừng video tại đây và xin kết thúc video ha. Và để thời gian còn làm những con máy khác cho anh em kết thủ tiếp theo ha. Thì anh em có nhu cầu cần hoặc là biết thêm chi tiết nào về con máy thì cứ lo trực tiếp cho em. Thì em xin công bố giá cho anh em tham khảo ha. Thì nói chung giá chung chung thôi, thì cần chi tiết thì cứ alo. Thì giá con giá máy này thì trên 5 củ cho anh em ha. Thì giá trên 5 triệu nha anh em, trên 5 triệu cho anh em có nhu cầu ha. Thì máy bên em bán máy, bán giá trị máy, bán chất lượng máy chứ không phải bán kiểu mà điểm phép tính tiền ha. Thì anh em sử dụng máy bên em, anh em đã biết rồi ha. Còn anh em nào có thấy ưng bụng thì cứ tham khảo thêm chi tiết và thì mua, thích thì mua ha. Còn những anh em nào không có thiện chí thì anh em không cần vui lòng, không cần phải hỏi ha. Thì anh em nhiều khi mà anh em điện em báo giá xong anh em nói nhiều khi nhiều câu khó nghe lắm nha anh em. Nói chung là tiền của anh em thôi ha. Còn anh em thấy thuận ý thì mua, thuận mua vừa bán ha, chứ đừng có mà nói những lời chanh chua ha. Tội nghiệp em. Thì máy em bán là chất lượng máy, giá trị máy thôi. Còn anh em nào có thích máy khách nhiều mà giá rẻ thì anh em có thể tìm những bên cơ sở khác hoặc là mua máy những dòng máy Trung Quốc ha. Rồi trước khi kết thúc video á, em cũng có lời gửi chúc sức khỏe đến gia đình của anh Nguyên ha, chúc gia đình anh sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài nha anh em. Thì công bố thêm một cái thông tin nữa cho anh em ha, thì máy này sử dụng bình 100A trở lên nha anh em. Ha, tùy vào cái nguồn nước có thể cho thời gian ngắn hoặc dài ha, tầm 2 tới 3 tiếng đồng hồ ha. Thì máy mình là máy đánh công suất lớn nha anh em, chứ không phải máy đánh tầm trung, đánh chơi chơi ha, mình đánh là đánh kinh tế ha. Thì 18 phép lớn này tương đương với 36 phép nhỏ ha, thì chạy biến áp 65, đánh công suất lớn cho anh em ha. Rồi thì giá công bố là vậy đó, cho anh em có nhu cầu ha. Còn anh em nào có thiện chí thì cứ alo trực tiếp, số điện thoại để trên góc trên màn hình. Rồi trong video có gì sai sót hoặc sơ xuất có vấn đề nào đó thì cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm em ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha anh em. Anh em nào có yêu quý có kênh của mình thì đừng quên bấm đăng ký, chia sẻ kênh, ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao để phục vụ đến anh tay anh em kích thủ ha, để anh em kiếm kế mưu sinh ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em.